Hành trình qua cánh đồng chết số 28 tác giả Chandrithi Him Hành trình dài hơn nhiều so với lời của mẹ Srei nói chúng tôi đi xuyên qua làng, qua những cánh đồng. Đói khát và mệt lả trùm lên toàn bộ người tôi. Mẹ của Srey nhắc tôi phải đi nhanh và bảo tôi cất kín vàng nơi nào đó khó tìm thấy trong áo quần phòng khi chúng tôi gặp cướp. Chúng tôi đến một cái hồ lớn mọc đầy cây cỏ nước cao gọi là cây cát, nhô lên khỏi mặt nước đen kịt cả nửa thước. Tôi chẳng muốn lội vào cái hồ này chút nào nhưng đã đến đây mẹ của Ray bảo bà sẽ chẳng quay lại đâu còn nếu tôi trở về một mình tôi sẽ bị lạc nếu tiếp tục đi tới tôi sẽ mua được mì và mang về bán sẽ có lời Ray và mẹ nó bồn chồn đứng bên bờ hồ chờ tôi quyết định lúc đang cân nhắc lựa chọn tôi quan sát một nhóm người lớn vượt qua hồ trong nhóm đó, tôi nhận ra pha ly đang tiến về phía tôi. Hình như cô kinh ngạc và thất vọng khi nhìn thấy tôi. Cô đặt tay lên vai tôi. Cô cho biết nhóm của cô bị cướp tấn công. Khi súng nổ, mọi người chạy tán loạn. Nên cô không biết chị Ra và anh Than ở đâu nữa. Tôi biết nếu tiến tới về phía biên giới là rất nguy hiểm. Nhưng tôi quyết định không đi trở lui với ly Ít nhất, mẹ của Srei đã đi trên lộ trình này trước đây rồi. Còn pha ly thì không biết đường vì đây là lần đầu tiên cô đi như vậy. Tôi bèn nói vài lời bảo pha ly quay trở lại với chị Ri và Mập. Rồi tôi đi theo Srey và mẹ nó vào trong hồ nước lạnh ngắt. Giờ đây tối mịt như bầu trời đêm. Rồi chúng tôi tiếp tục đi trên con đường đất. Được lính para đi kèm theo một đoạn ngắn. Sau đó qua đêm tại một bìa rừng ngày hôm sau chúng tôi đến một quãng trống và thấy rất nhiều người chạy trối chết trên đó mẹ srey nhắc rằng chúng tôi phải chạy qua đó thật nhanh đây là nơi bọn cướp có thể thấy chúng ta và thường chúng ta bị bắn ở chỗ này nếu cháu nghe thấy tiếng súng và tiếng hô đừng dừng lại nếu vấp té cháu phải đứng dậy ngay và chạy tiếp khi nghe bác nói đi thì cháu chạy liền cháu hiểu không khi bà ra hiệu chúng tôi chạy Chân dẫm trên các cạnh sắc của mặt đất nứt nẻ Tôi cầu nguyện pa, mắc, cả tổ tiên che chở cho tôi Tất cả chúng tôi qua được một cách an toàn Rồi chúng tôi lại gặp một chướng ngại khác trên đường đi Địa lôi Người ta bảo chúng tôi phải theo đúng vết chân của người đi trước khi băng qua đồng cỏ nhờ may mắn và nhờ sự giúp đỡ của một quyền năng cao hơn nào đó và nhờ vào sự bình tĩnh và chính xác của mọi người, chúng tôi vượt qua đồng cỏ an toàn. Mẹ của Srey nhìn tới nhìn lui quang cảnh chung quanh rồi sung sướng nói Chúng ta hầu như đã ở đó rồi, chúng ta đã gần đến New Cam rồi. Chương 17 Trại New Cam Tháng 5 1979 chúng tôi đến ngoại vi của trại new cam vào cuối buổi chiều ánh nắng bớt gay gắt cho chúng tôi một chút thoải mái trước mặt chúng tôi ở giữa rừng là những túp lều bằng cỏ khô không có cửa dựng sát vào nhau giống như những cây nấm mọc dưới tàn cây lớn mẹ của srey dẫn tôi đến lều của con gái om người mới đến ở trại này với chồng khi chúng tôi đến chiếc lều bằng vải màu ngụy trang Mẹ của Srey gọi lớn Tay đập đập vào vách vải Sau vài phút Con gái của Om Mà tôi gọi bằng chị Chui ra khỏi lều Chị cao mảnh khảnh Với làn tóc đen xoăn Xóa xuống ngang cằm Mặt chị cũng sáng như mặt tôi Cô có thấy chị và anh của nó Quanh đây không Họ rời khỏi Sala Grau trước đây hai ngày Mẹ của Srey nói với chị Không ạ à, chồng cháu và cháu không hề thấy họ chị nói chán hơi nhăn lại tụi cháu có buôn bán với người thái nhưng cũng không thấy họ ở đó mẹ srey hỏi tôi có ở lại với họ được không cho đến khi tìm thấy anh than và chị ra hai vợ chồng đồng ý và bảo đảm với bà rằng họ rất hoan nghênh tôi ở chung mệt nhoài tôi để mặc cho họ nói chuyện với nhau tôi ngồi bệt xuống đất trong khi họ tiếp tục nói Điều kế tiếp tôi biết là chị dẫn tôi đến một cái lều khác của chị để tôi ngủ, tách biệt với khu của chị và chồng chị. Chị hỏi tôi có muốn ăn chút gì không? Tôi lắc đầu rồi nằm dài xuống tấm chăn trải trên nền đất. Có tiếng gì rầm rồi tiếng nổ nhẹ. Tôi bật dậy, ngồi giữa một chỗ tối thui và hâm hấp nóng. Rồi tôi sờ soạng ra khỏi, mò qua một bức tường gồm nhiều lớp màn. Tôi đến chỗ chị và chồng chị ngủ nhưng họ đã đi đâu mất rồi. Gần lối vào lều có một tấm vải mở một cửa, ánh nắng dọi vào, chiếu trên một đĩa cơm, một miếng cá nướng, một chén nước chấm chua ngọt, trong có các lát hành sắt mỏng, tỏi băm và ớt đỏ tươi sắt mỏng cùng với đậu phụng nghiền. Miệng tôi trào nước bọt, tôi hít mùi thơm một cách thèm thuồng. Bụng tôi trống trơn đã hai ngày nay chỉ toàn uống nước, cho nên tôi nuốt hết mọi thứ trong chớp mắt cơm, cá, nước chấm thật ngon. Thứ nước sốt đậm đà mà tôi ngạc nhiên được ăn ở đây kéo tôi trở lại cách thời nhà tôi còn ở Nông Penh hay ở Ta Keo. Ước chi mình được ăn thứ này cùng với cha mẹ và các anh chị em như ngày xưa. Nhưng không còn có thể được nữa. Tôi ở đây một mình, không có anh hay chị bên cạnh. Một ngày, rồi bốn ngày, tôi vẫn không thấy anh than hay chị ra mặc dù tôi đã lùng sục khắp trại đi qua các quầy bày bán nhiều thứ thực phẩm khác nhau chuối khô khoai cháo rau quả và thịt một cái chợ tạm bỡ hấp dẫn và còn hối hả nhộn nhịp hơn cả sức tưởng tượng của tôi khi tôi quay trở lại lều của chị chấm dứt một ngày tìm kiếm vô ích có ai đó hối hả gọi tên tôi tôi ngừng lại quay lui cố tìm tiếng gọi trong đám đông người đang đi lại vội vàng. Cuối cùng, ở phía bên trái gần một bụi cây nhỏ, bên cạnh dãy lều, hai bàn tay đang rối rít vẫy tôi. Tôi nhìn người đàn bà đang giơ cả hai tay vẫy loạn lên. Tôi bước đến trước mặt bà. Bà hỏi, cháu không nhận ra cô hả? Tên bà là Sita, một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn, có lẽ ngoài ba mươi. Giọng bà nhẹ nhàng, dễ mến, bà nhắc cho tôi nhớ chúng tôi đã gặp nhau ở Công Pong Cơ Rô, một ngôi làng ở đó chúng tôi lần đầu nghe thấy tiếng súng của khơ me đỏ ngay khi rời khỏi Đáp Pô. bà nói chắc tôi còn nhớ cha bà bà chỉ căn lều nơi bà ở chỉ một người đàn ông vẻ thân thiện đạo mạo mà bây giờ tôi mới nhận ra được tôi còn nhớ lúc đó tôi đã cầu nguyện thật nhiều khi ở Công Gro có lẽ những lời cầu nguyện đó đã chứng giám cho nên bây giờ chúng tôi mới ở đây được gặp lại nhau. Và điều không dám tin là bà đã thấy chị Ra và anh Than, bà tình nguyện dẫn tôi đến nơi họ ở. Chúng tôi đến gần một túp lều cỏ vàng, nằm gần một mô đất có hai cây lớn. Cô Sita chỉ căn lều nơi chị Ra và anh Than ở đó, mỉm cười cô dã từ tôi. Để tôi đứng lại đó với nỗi hồi hộp sắp được gặp lại anh chị mình tôi hình dung ra họ ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy tôi đứa em gái nhỏ của họ đứng ngay trước mặt khi tôi đến trước căn lều không có cửa tôi thấy một người phụ nữ mặc áo màu xanh sáng và váy in hoa đang ngồi trên một tấm nệm quay lưng lại phía tôi mải mê làm một việc gì đó đây đâu phải lều của họ tôi thất vọng nghĩ Tôi vội vã chạy lui lại chỗ tôi và cô Sita chia tay nhau. Tính bảo với cô đã chỉ nhầm chỗ, nhưng cô Sita đã đi đâu mất rồi. Quay trở lại căn lều, tôi quyết định hỏi thăm người phụ nữ này xem có biết anh Than và chị ra ở đâu không. Xin lỗi chị cho em hỏi. Người phụ nữ quay lại. Trời ơi chị ra! Thế ra là chị. Tôi cười vang ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy cuối cùng đó là chị tôi cười rạng rỡ chị đứng dậy khỏi tấm nệm em đến đây khi nào vậy em đi với ai khi nghe chị hỏi tôi bận nhìn chị từ đầu đến chân nhìn làm ra sáng khỏe mạnh của chị nhìn cặp mắt chị chúng hạnh phúc đầy sức sống cuối cùng tôi mới tìm ra từ ngữ để diễn tả chị trông khác trước như thế nào kể từ khi tôi trông thấy chị cách đây một tuần chị ra tôi cười hớn hở nói Chị thật vững vàng, chị có da có thịt, nước da chị trông đẹp quá. Chị giống con chen, người có dòng máu Trung Hoa. Chị ra cười tét miệng, với tay nắm lấy tay tôi, chị không nói gì trước lời nhận xét thật thà của tôi. Tôi ngồi bên cạnh chị trên tấm nệm và chị kể cho tôi nghe anh than cố đi mua hàng của những người Thái, đem về bán cho người Campuchia. Anh ấy không sợ sao? Tôi nhíu mày em nghe nói rất nguy hiểm lính thái bắt người Campuchia tra tấn đánh đập chuyện đó có thật không chị ra ừ có những lính thái đi tuần chị cũng nghe thấy vậy nhưng rồi em phải biết khi đi buôn với các người buôn bán bên thái chị ra giải thích chị cũng không chắc lắm rồi đột ngột mắt chị sáng lên rạng rỡ a à thi ơi ở bên đó nếu em có tiền thái hay vàng em muốn mua thứ gì cũng có họ có đủ thứ dứa này bò này gà này kém này mọi thứ tất cả mọi thứ mà em muốn ăn đó rồi chị cười hài hước tất cả những gì em cần là tiền hèn chi chị có da có thịt nhẹ nhõm và vui sướng tôi cười luôn miệng với chị ra Kể từ khi Khơ Me Đỏ cầm quyền, chưa bao giờ tôi cười nhiều với các anh các chị tôi như thế này. Nhưng hôm nay chúng tôi cười nhiều đến nỗi hai gò má và bụng đau thắt. Mặt tôi ấm lên, tinh thần rất thoải mái. Sau đó tôi đến chỗ của con gái om cho họ biết tin tôi đã tìm được anh chị tôi. Họ nhẹ nhõm khi biết tôi đã tìm ra chị ra. Khi tôi quay trở lại lều chị ra, anh than đã ở đó mỉm cười vui sướng thấy lại tôi ngồi bên cạnh lều có một người mà chị ra đã từng nói với tôi từ tỉnh công pông tràm đến đó là một người đàn ông da sậm người tầm thước hàng lông mày dài và rậm anh ta tên là van tha có biệt danh là pres anh đã đi từ công pông tràm đến làng sarakarao cùng với vài người nữa chị ra nói tất cả những người kia đều đã trở về ngoại trừ anh ta đang suy nghĩ cảnh chị ra bất tiện như thế nào khi chung quanh toàn là đàn ông, tôi ngạc nhiên thấy Van Tha được phép ở lại đây. Nếu như Pa hay Mắc còn sống, không bao giờ họ chấp nhận cho một chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, ai dám nói rằng người ta phải tuân theo truyền thống văn hóa khi mà mọi sự đã thay đổi đến như vậy. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao tồn tại ở trại này khi anh than và van tha đi mua hàng của người thái tôi nói chuyện với chị ra về việc bán thực phẩm tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ liều thân đi vào đất thái để mua bán chị bác ngay ý kiến đó và đề nghị tôi đưa số vàng mang theo cho van tha chị giải thích rằng chúng tôi không thể sống mà không dựa vào lợi tức của van tha và sự mua bán của anh than nhìn vào mắt chị tôi biết rằng chẳng có gì để tranh luận với chị được nữa một lúc sau tôi chấp nhận đề nghị của chị ra và hy vọng rằng cả tôi nữa cũng có thể dựa vào sự buôn bán của anh than và van tha với số vàng làm vốn của tôi anh than và van tha lao vào một công cuộc kinh doanh mới sau bữa ăn hai anh đi ra ngoài lều kiếm khách và đưa về cho chúng tôi họ là những người trung gian đổi tiền thái cho chúng tôi lấy vàng sau đó chúng tôi đổi tiền này với một hối suất cao hơn với những người buôn hàng chuyến dùng tiền này mua hàng hóa đem về lại tỉnh mình. Tôi đảm nhận vai trò xem xét vàng có thật không và cân vàng bằng cân đồng bé của mình. Chị Ra và anh Than bảo với Van Tha rằng tôi rất giỏi trong việc phân biệt vàng 24 kara với đồ kim hoàn giả hay những vật không phải là vàng. Tôi đã học được từ các nhà buôn khác cũng như từ sự quan sát của chính tôi dựa theo trọng lượng và màu sắc của vàng khi có sự nghi ngờ tôi học được cách đặt miếng nữ trang hay kim loại đó vào than hồng trên bếp hay trước ngọn lửa cháy bằng nhiên liệu nhẹ nếu là vàng thật màu vẫn vàng sáng như trước nếu không phải nó sẽ chuyển thành màu đen cho đến lúc đó chưa có ai lừa được tôi cả có tin đồn rằng chúng tôi sẽ được di chuyển đến một trại khác nằm sâu hơn trong phần đất Thái Lan. Chị Ri và Mập vẫn còn ở Salakarao. Chúng tôi sợ rằng nếu rời đi, gia đình chúng tôi sẽ bị chia cách vĩnh viễn. Vài ngày sau tôi nhẹ người khi nghe anh Than tình nguyện đi ngược trở về Salakarao để đem chị Ri và Mập đến đây. Trong lúc đó, nếu trại phải rời đi Thái Lan trước khi anh trở lại, anh nhấn mạnh rằng tôi và chị Ra phải ở lại đây để chờ khi anh than đi rồi chị ra tâm sự với tôi rằng chị và anh van tha sẽ quyết định lấy nhau khi đến trại mới chị nói anh ấy nói nếu chị không lấy anh ấy không yêu anh ấy anh ấy sẽ trở về công công tràm với cha mẹ nếu không có anh ấy ai sẽ lo cho chúng mình người lớn thường nói rằng cần phải có một người đàn ông để gánh vác gia đình chị muốn em ở lại với chị cho đến khi chị và anh ấy lấy nhau. Đến đêm, anh than về vác mập trên vai, mập quàng tay quanh cổ anh, có vẻ sắp tuột tay xuống bất cứ lúc nào. Anh than nhắc mập ra và đặt xuống tấm nệm bên cạnh chị ra và tôi. Mập yên lặng, không có một lời phát ra từ miệng nó. Nó ngồi yên, cặp mắt buồn bã, mệt rũ. Tôi đứng dậy, Nhìn ra lối đi trước lều nhưng không thấy chị Di Anh bỏ chị ấy, giọng anh than bực tức, chị ấy chẳng mang gì mà đi chậm quá, đi một tí lại dừng, đi một tí lại dừng, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Vì đã gần đến đây nên anh không đợi chị ấy nữa. Thế bây giờ chị ấy đâu rồi?" tôi hỏi. "Anh cũng không biết nữa. Chị ấy muốn nghỉ, thế là anh để chị ở đó, anh phải cõng mập." vì nó không đi được mà nó thì càng lúc càng nặng anh rất mệt nhưng anh phải tiếp tục đi còn chị ấy cứ tiếp tục nghỉ chị ra lo lắng nó không biết đường ở đây đáng lẽ em nên chờ nó mới phải chứ anh than ngồi xổm xuống nệm không trả lời đầu anh gục trên cánh tay đặt trên đầu gối a à thi sáng mai em đi tìm chị ấy em cứ nhìn quanh quẩn đường vào trại sẽ thấy chị ấy thôi anh than mệt mỏi nói, giọng anh đã chấn tĩnh và có phần quan tâm hơn. Trời vừa rạng sáng, tôi đã nhỏm dậy khỏi tấm nệm. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là chị Di. Tôi chạy đi liền, hy vọng chị chưa dậy và chưa bắt đầu đi tìm chúng tôi. Dọc theo con đường đất đầy cỏ dại hai bên là hàng cây lớn, tôi kiếm chị Di. Tôi kiểm tra một, hai, ba lần, đi xa khỏi trại, nhưng vẫn không thấy chị. Tôi nỗ lực lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng vẫn không thấy dấu vết của chị. Tôi bật khóc. Không biết làm gì nữa, tôi đứng dựa vào một cái hàng rào làm bằng những thân cây mới cưa, bao quanh một cánh đồng mở rộng, gồm bụi cây và gốc cây. Tôi quan sát những người trẻ tuổi gầy gò đang tập nhảy qua những gốc cây, làm động tác dương súng nhắm bắn một thân cây. Có một người loạn choạng và té nhào xuống, có tiếng cười vang lên từ hai bên phía hàng rào. Quay đầu lại, tôi thấy một đám trẻ em đang cười khúc khích cùng với một vài người lớn đang đứng xem. Vui theo chúng, tôi cũng cười. Càng có nhiều người té chúng càng cười lên ha ha trước sự vụng về của họ. Đột nhiên, có hai bàn tay lạnh ngắt bịt chặt lấy mắt tôi. Giật mình tôi quay ngang và nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tôi giơ tay lên gỡ hai bàn tay kia ra. Nhưng nó càng siết chặt mặt tôi hơn. Ai đó, ai đó, tôi bực mình hỏi, không có tiếng trả lời. Tôi quạt tay ra đằng sau và đánh người bịt mắt tôi, mặc dù không biết đó là ai, người kia né tránh được và kéo ngược đầu tôi ra sau. Tức giận, tôi kéo mạnh đôi tay đang bịt mắt mình và lần này nó tuột ra. Tôi quay ra sau và nhìn thấy chị Di đang đứng nhìn tôi cười trêu cợt. Chị cười khúc khích đưa tay chỉ vào tôi chị đứng sau lưng mà em chả biết gì hết em xem họ và cười nữa chị bắt chiếc tiếng cười của tôi coi bộ rất vui thích chúng tôi vội vã trở về lều chị Di nói cho tôi biết chị đã ngủ ở đâu và ăn gì tối hôm qua chị bảo chị dùng một ít vàng mang theo để mua một bữa ăn tối và tìm được một gia đình cho chị ngủ nhờ trong lều của họ chị thật thoải mái trong khi tôi ở trong lều bồn chồn lo âu cho chị Bây giờ thì tôi đã nhẹ lòng cảm ơn trời Phật đã để cho chị về nhà. Một mái nhà không phải được định nghĩa bởi cách trại nơi chúng tôi đang sống hay bởi mái lều che trên đầu chúng tôi mà đúng hơn bởi những người còn sống sót tụ họp nhau lại. Lều của chúng tôi bây giờ chật cứng vì có thêm chị Ri và Mập nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi nhớ đến một bài hát quen thuộc Chật bụng chứ không chật chi nhà Chị Ra đã nói với chị Ri, anh Than và Mập rằng chị sẽ lấy anh Van Tha và có vẻ mọi người đều đồng ý. Tất cả chúng tôi cho rằng việc đó là quyết định của chị. Một tối nọ, chị Ra và anh Van Tha đi dạo chơi quanh trại và trở về dắt theo một bé gái chừng 6 tuổi. Con bé gầy guộc, chỉ cao ngang mập, mặt nhem nhuốc bụi đất, nước mũi chảy nhoe nhoét tóc cắt ngắn như con trai và áo quần rách tả tơi ngồi xuống nệm giữa chị Ra và anh Van Tha con bé còn khóc thút thít rồi đưa tay quệt nước mũi anh Van Tha đưa mắt nhìn nó hãnh diện Ara và anh muốn nhận nó làm con nuôi nó mồ côi mình đặt tên nó là gì nhỉ chị Ra ngẫm nghĩ đăm đăm nhìn con bé mình đặt tên cho nó là Sa chim sáo vì nó phát âm và nói chuyện như Sakira, Chị có vẻ hãnh diện vì đã chọn cái tên này. Sakira là một loài chim. Anh Vantha đồng ý, anh nghĩ rằng Sa Vông là một đứa bé rất khôn. Anh kể rằng anh và chị ra thấy đứa bé này trên một lối đi gần chợ, nó đứng xin người qua đường bằng một giọng trẻ con nhưng rất trững chạc. Cô gì chú bác ơi, xin giúp con xin cho con ít tiền, con chúc gia đình cô dì chú bác luôn được sống lâu khỏe mạnh. Mập ứa nước mắt và xích lại gần chị ra. Sa vong cũng làm như vậy và tuyên bố, đây là mẹ tao. Nó lấy tay hất tay Mập đang đặt trên chân chị ra ra. Mập khóc òa vì thất vọng, vì bị bỏ rơi. Anh Van Tha bật cười thú vị. Chị ra thì cuối cùng cũng hướng sự chú ý sang Mập và choàng tay lên người nó mập khóc mãi và khóc dữ hơn khi thấy vài bộ quần áo của nó được lấy ra cho sa vong mặc khi con bé tắm xong. nó chạy đến và rằng lại cái áo. không, đây là áo của tao. con bé nói và trừng mắt nhìn mập. Việc di chuyển đến một trại ở Thái Lan không bao giờ thực hiện được. những lời cảnh báo về sự tấn công của khmer đỏ thì lại đột ngột xuất hiện trong trại. chúng tôi bèn tập trung trước cửa lều để bàn tán. Theo người ta nói, ngày mai vào khoảng 10 giờ sáng, Khmer Đỏ sẽ tấn công trại. Mục đích của chúng là chiếm lấy trại lính của Para. Và thế là chúng tôi bị kẹt trong vùng chiến trận. Một người đàn ông buồn thảm báo lại như thế. Trước khi trở về nhà riêng của mỗi người, một vài phụ nữ lớn tuổi đề nghị rằng chúng tôi nên dậy sớm để nấu ăn. Họ lý luận, nếu bị bắt buộc phải chạy nữa, ít nhất chúng tôi cũng no bụng cái đã thế là chúng tôi dậy sớm và chuẩn bị một bữa ăn thật ngon thức ăn nóng được múc ra đặt trên nệm bảy đĩa cơm hai bát canh với dứa sát lát cá đồng củ sen cà chua bạc hà hành xanh và tỏi sắt nhỏ giữa hai bát canh là một đĩa cá tươi chiên với dưa chuột thái nhỏ và hai chén nước chấm chua ngọt tôi ăn vài miếng nhưng bụng lo lắng quá lại không ăn được tôi bèn bước ra ngoài Tôi đi quanh lều đến góc sân sau, rồi leo lên gò đất, sau đó leo lên một trong hai cái cây to gần đó. Tôi leo cao hơn nữa, cách xa hẳn mái lều. Nếu quay người, tôi có thể thấy đủ mọi hướng. Nhìn về phía cánh rừng bên tay phải, tôi thoáng thấy có gì bất thường. Những chiếc khăn kẻ trắng đỏ lấp ló giữa những hàng cây xanh mướt, những người mặc đồ đen, một người mang khẩu súng phóng lựu, những người khác thì mang súng trường hoặc súng bazooka. Tôi bèn gọi lớn cho các anh chị Em thấy bọn khơ me đỏ Em thấy bọn khơ me đỏ Một tên cầm khẩu hoa chuối Chúng mặc quần áo đen Chính là khơ me đỏ Chắc chắn là khơ me đỏ rồi Chị Di chạy vụt về phía gò đất Nhìn về phía rừng nơi tôi chỉ Mấy người hàng xóm chui ra khỏi lều Đến tụ tập ngay trước lều chúng tôi Trong khi tôi còn đang ở trên cây Một quả pháo nổ ngay phía sau lều Rồi tiếng súng gầm lên Chút xuống cả trại Tôi sợ cứng người, bám chặt lấy thân cây, còn ra mập và mọi người thì lao xuống mương và các hố nước. Chị Ri vẫn nằm trên gò đất khóc. "Chị Ri, giúp em với!" tôi gào đến khản cổ, vẫn nằm dài trên gò đất. Chị Ri vẫy tay bảo tôi leo xuống, nhưng tôi lắc đầu, nước mắt chảy giọt xuống. Tôi sợ có viên đạn nào đó bay đụng vào tôi. "Chị Ri!" tôi áp mặt vào thân cây vẫn gào. "A thi" xuống đây chị di kêu lên một tiếng thật dài tôi nhìn khuôn mặt đã dại đi của chị và lắc đầu đột nhiên nhiều tiếng nổ liền nhau tiếng này sau tiếng kia tạo nên một loạt tiếng động làm rung chuyển cây cối và lều chúng tôi mình phải leo xuống mình phải leo xuống nhưng mình sẽ trúng đạn mất tôi khóc thất vọng cùng cực chị di nhìn lên vẫy tay lại Tôi cố tập trung vào mặt chị Rồi tụt dần xuống Lăn đến bên chị Ôm chặt lấy gò đất Tay và hai lòng bàn chân tôi sưng rộp lên Vì trượt từ cây xuống Nhưng bây giờ Cái đau đớn đó bị chìm đi Bởi tiếng động khàn khàn Bất tận của tiếng súng Mắc ơi Ba ơi Phật ơi Xin che chở cho con Xin che chở cho con Chị Ri cầu nguyện một cách điên dại chị nắm lấy mớ đất rồi rắc lên đầu mình liên tục. Bị lây bởi cơn cuồng loạn của chị, tôi bắt đầu cầu nguyện như chị. Tôi gọi linh hồn của mắc, của pa gọi cả Phật, rồi cũng rắc đất lên đầu, lên mặt, đồng thời cố gắng thở. Chị Di và tôi bò về phía sau gò đất, nơi đối diện với vùng mà tôi thấy bọn khơ be đỏ hồi nãy. Ở đây có một người nằm thở hổn hển, đầu đầy máu, mặc đồng phục giống quần áo của lính para. Chị Di bỏ lại gần ông ta Chú ơi chú bị thương ở đâu Cháu giúp chú nhé Giọng chị ấm và dịu dàng Người đàn ông nhợt nhạt Chậm chậm mở miệng Tôi bị trúng đạn ở Thái Dương Khát lắm nhưng có lẽ không sao đâu Có một người đàn bà Nấp bên cạnh tôi đây này Ông đưa tay chỉ Bà ta chảy máu nhiều lắm Bị thương ở bụng Theo tay ông ta chỉ Tôi thấy người đàn bà nhợt nhạt nằm trong một vũng máu Thấy rằng chúng tôi có thể là người kế tiếp trúng đạn, tôi đề nghị với chị Di rằng mình sẽ bò xuống vùng đất thấp hơn để ẩn nấp. Chị đồng ý và khi một trái pháo nổ gần bên cạnh, chị Di bò thật nhanh, biến mất trong hồ nước gần lều chúng tôi để mặc tôi kinh hoàng trên mặt đất. Nằm sấp bụng, tôi dáng sức bò đến vách lều, hy vọng tiếng nổ lốp bốp dữ tợn của súng trường sẽ dịu bớt để tôi kịp chui vào mương cùng với gia đình đột nhiên một trái pháo khác lại nổ trong một thoáng khủng khiếp tôi phóng cả người xuyên qua vách lều bò qua lều và chui xuống mương lạy đức phật xin hãy giúp chúng con xin giúp chúng con xin cứu chúng con khỏi điều ác khỏi bom đạn xin giúp con cái chúng con một người đàn bà vừa nằm sấp vừa lớn tiếng cầu nguyện hai lòng bàn tay vẫn chắp vào nhau một nhà buôn người Thái mà tôi gặp trước đây núp trong một cái rãnh giống như cái hầm ngay trong mương. Ông ta say xưa, dùng tay cào mặt đất, đầy những mảnh thủy tinh vỡ, tay ông đầy máu đỏ tươi pha lẫn với đất. Xin cha của các ông Hoàng, hãy giúp chúng con, hãy giúp chúng con, hỡi cha của các ông Hoàng. Một bà già cầu nguyện, hai lòng bàn tay ép chặt vào chán. Xăm ao vợ, cha của các ông Hoàng tôi quên mất lời cầu nguyện thầm của mình khi nghe nhắc đến con người này trong lời cầu nguyện của người đàn bà già nua. Ông Hoàng Sihanuk, ông ta là người hình như từng là vua nhưng không phải là một vị thần. Tôi nhìn bà không tin và trong một lúc tâm trí tôi tắt hẳn tiếng gào thét và tiếng ồn ào chung quanh. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại